Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẫu đuôi cá với cái họa tiết vây cá trên phần thân đuôi như thế này. Ở đây mình dùng len miêu cô tông cuộn 125g mát S ha. Sợi len dài tầm khoảng 1.75-2mm. Và kim móc ở đây mình dùng là kim móc 5.0mm ha. Cái đầu kim này nó sẽ to hơn gấp đôi so với sợi len. Các bạn có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len nếu mà các bạn không có cái mẫu kim này ha, để cho cái phần đuôi của mình nó được mềm mại hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần đuôi trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1 2, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi kép đơn ha. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm, mũi kép đơn thứ sáu, kép đơn thứ bảy và mũi kép đơn thứ tám. Sau khi đã có được 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào vòng tròn thì guốc sợi len ngắn để cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Và đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên 2 xích. Nắm cho mình sợi len ngắn bên dưới guốc thật mạnh vào ha, thì vòng tròn của mình lúc này nó sẽ nhỏ lại nè. Ta hoàn tất được vòng móc đầu tiên cho cái phần đuôi. Ở cái hàng móc thứ hai, cái vòng móc thứ hai cho phần thân đuôi phía dưới á, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau ha. Chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời, móc vào cho mình một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục, khi được một mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. 1 và 2. Như vậy là ở cái hàng móc này mình có được cụm đầu tiên gồm một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ làm tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Tức là hai chân ha, chân đầu tiên sẽ móc một mũi kép đơn. Và chân móc thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn vào cái chân móc này. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ta được cụm móc thứ hai nè. Tiếp tục cái cụm này cho mình ha. Đây, một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân. Tương tự cho bốn chân còn lại. Chân kế bên này một mũi kép đơn nè. Tiếp tục chân kế tiếp là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ ba nè. Đây. Hai chân cuối cùng ha. Chân đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta hoàn tất được cụm thứ tư nè. Kết thúc vòng thì đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó gây nên hai xích. Như vậy là ta hoàn tất được hàng móc thứ hai và hàng móc thứ hai của mình sẽ tăng lên được 4 mũi móc ha. Ta sẽ có 4 cụm như thế này nè. Một cụm nè. Hai cụm. Cụm móc thứ ba nè. Và cụm móc thứ tư. Tức là mình sẽ tăng được 4 mũi móc cho cái vòng móc thứ hai này ha. Và nó cũng tạo cho mình được cái thân đuôi nó có cái độ sâu nè. Gấp lại như thế này nè và nhọn ha. Thì tiếp tục cái hàng móc kế tiếp, ta sẽ móc tăng mũi so với cái hàng móc phía trên. Tức là các bạn sẽ móc cho mình hai chân kế tiếp nè. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai móc một mũi kép đơn. Khi có được hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc rồi thì cái chân móc kế tiếp sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân ha. Ta có được cụm đầu tiên nè. 3 mũi phía dưới tăng lên thành 4 mũi ở phía trên ha. Tiếp tục móc cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng. 3 chân nè, hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Khi được hai mũi rồi thì chân móc thứ ba sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn ha. Ta được cụm móc thứ hai. Tiếp tục móc cụm móc thứ ba vào ba chân liên tiếp thì hai chân, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và chân thứ ba sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân. Cụm móc thứ tư cũng là cụm cuối cùng ha, ta sẽ có ba chân móc cuối thì hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và chân móc cuối cùng sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân. Ta có được cụm thứ tư rồi ha, và móc đến cuối hàng thì cũng đâm kim vào chân móc này. Chân móc mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó lên hai xích. Hàng móc thứ ba mình cũng tăng lên được 4 mũi móc nè, ta sẽ có 4 cụm ha. Một cụm nè. Hai mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ ra hai mũi kép đơn cùng chân. Tiếp tục cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ ba. Và cụm móc thứ tư. Mình sẽ tăng được 4 mũi cho vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ tư mình cũng tăng lên 4 mũi và các bạn sẽ móc cho mình cụm chân móc như sau ha. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai móc một mũi kép đơn. Chân thứ ba cũng tương tự, một mũi kép đơn. Thì khi được khoảng cách là 3 mũi kép đơn vào 3 chân móc thì cái chân móc kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn ha. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Ta được một cụm chân móc như thế này. 3 mũi mỗi chân xen kẽ là hai mũi cùng chân ha. Móc tương tự cái cụm này cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều cụm móc tương tự giống như các cái cụm mà mình vừa móc ở đây nè. Đây nó sẽ có cái hình chữ V nhọn ra như thế này. Thì các bạn sẽ tăng thêm cho mình nhiều vòng móc nữa và cũng tăng tương tự cho mình nè. Ở đây ta để ý. Hàng móc thứ hai mình có một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân. Hàng tiếp theo hai mũi xen kẽ hai mũi cùng chân. Hàng tiếp theo nữa 3 mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân. Thì các bạn sẽ tăng cho mình cái khoảng cách này, sau đó là hai mũi cùng chân ha. Ta cứ tăng lên 1 2 3 4 vân vân. Các bạn sẽ tăng thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Và mỗi vòng mình cũng tăng được 4 mũi móc. Tăng thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi mình đạt cái chiều cao này tầm khoảng từ 7 cho đến 10 cm là được ha. Mỗi vòng móc mình sẽ tăng lên 4 mũi và khoảng cách giữa hai mũi kép đơn cùng chân nó sẽ tăng dần lên ở mỗi hàng móc. Thì hàng móc thứ tư này của mình sẽ là 3 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân ha. Đây. Hoặc là khi tăng mũi các bạn cũng có thể để ý cho mình nè, hai cái mũi móc cùng chân ở phía dưới á, đây là hai cái mũi có cùng một chân ha, thì cái chân móc thứ hai của mình, cái chân móc thứ hai này nó sẽ có hai mũi cùng chân ở phía trên nè. Đây, chân thứ hai này nó sẽ có hai cái mũi ở phía trên, hai mũi này nó cùng chân thứ hai. Thì hàng móc bên trên cũng vậy ha, hai mũi cùng chân thì cái mũi thứ hai ta có được hai mũi kép đơn ở bên trên nè. Cứ tương tự như vậy ha, các cái chân móc cũng khác cũng vậy, ta cũng tăng hai mũi này vào cái chân thứ hai của hai mũi có cùng chân ở phía dưới. Sau đó sẽ móc tương tự cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của cái phần đuôi này. Hàng móc thứ tư này nè, ba chân mỗi chân là một mũi kép đơn. Sau đó sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân ha. Đây cũng là chân thứ hai của hai mũi có cùng chân phía dưới nè. Móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Ở đây mình đã tăng lên được tổng cộng là 10 mũi móc nè. Và khoảng cách đến hai mũi kép đơn của mình nó sẽ cách nhau là các cái mũi móc như thế này ha. Số mũi móc nó sẽ tăng dần từ các cái hàng móc nè. Đây, hàng móc này ta sẽ móc ít hơn cái hàng phía trên một hàng một mũi ha. Thì lúc này cái hình chữ V của mình nó đã có cái độ cao tầm khoảng 10 cm rồi. Thì kết thúc vòng móc này cũng đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi giờ để kết thúc vòng. Móc lên một xích.
Bây giờ mình sẽ tạo cái khoảng trống bên trên để mình tạo cái vây cá cho cái hàng móc đầu tiên này ha. Thì để tạo họa tiết vây cá, các bạn sẽ móc lên cho mình thêm 2 mũi nữa, tính luôn cả cái mũi phía dưới là mình sẽ có 3 mũi móc xích ha. 2 nè và 3. Thì 3 mũi này mình sẽ tính là một mũi móc nha, mình sẽ tính là một mũi móc kép đơn. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi nữa để mình tạo khoảng cách nè. Ta sẽ móc lên 2 mũi. Như vậy là mình sẽ có được 5 mũi xích đầu tiên. Và khi đã được 5 mũi xích rồi, các cái chân móc bên dưới các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc. Tức là chân ta vừa móc mũi dời và cái chân kế bên, các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc này và đâm kim vào chân móc thứ 3, móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân. Đây, bỏ chân này và chân thứ 3 móc vào đó 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Sau khi đã móc được 2 mũi kép đơn vào cái chân móc phía dưới rồi thì tiếp tục tạo cho mình 2 mũi xích để tạo khoảng cách ha. Được khoảng cách rồi thì bỏ qua 2 chân kế bên và móc vào chân móc thứ 3, móc vào đó 1 mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên 2 mũi xích để tạo khoảng cách ha. Mình sẽ có 1 mũi nè, sau đó tạo khoảng cách 2 xích, tiếp tục là 2 mũi, tạo khoảng cách 2 xích, 1 mũi. Và các bạn tiếp tục móc xen kẽ như vậy cho mình ha. Các cái khoảng cách của mình sẽ là 2 mũi ở phía dưới, móc lên 2 mũi xích ở phía trên nè, bỏ qua 2 chân phía dưới và móc vào chân kế bên 1 mũi, 2 mũi ha. Ở đây mình sẽ móc 2 mũi kép đơn. Khi có được 2 mũi kép đơn rồi, tiếp tục móc lên 2 xích để tạo khoảng cách, bỏ qua 2 chân phía dưới và móc vào chân thứ 3 1 mũi kép đơn. Thì mình cũng có xen kẽ nè, 1 mũi kép đơn, sau đó là 2 mũi kép đơn cùng chân, 1 mũi kép đơn và khoảng cách sẽ là 2 xích ở đây ha. Tương tự lên 2 xích, bỏ qua 2 chân kế bên và móc vào chân móc kế tiếp á. Tức là ta sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn ha, nó sẽ xen kẽ. Tiếp tục lên 2 xích để tạo khoảng cách và móc tiếp chân kế bên nè, chân thứ 3 á, móc 1 mũi kép đơn. Làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Lên 2 xích. Phía trước là mũi kép đơn thì bên cạnh này mình sẽ là 2 mũi kép đơn nè. Lên 2 xích. Chân kế tiếp là cái chân móc thứ 3 ha. 1 mũi kép đơn. Lưu ý ở đây nè, khi móc đến các cái chân móc cuối cùng á, ở đầu tiên mình tạo ra 3 mũi xích để tạo ra 1 mũi. Thì lúc này mình sẽ còn dư lại 2 mũi ở đây. Thì 2 mũi các bạn sẽ chọn cho mình 1 mũi bất kỳ và mình sẽ móc xen kẽ vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân để mình sẽ có xen kẽ 1 mũi sau đó là 2 mũi ở cái vòng móc này ha. Các bạn có thể móc cho mình vào một trong hai chân bất kỳ nè. Ở đây mình sẽ lên 2 xích và móc vào cái chân móc thứ hai ha. Đây, móc vào chân thứ hai này 2 mũi kép đơn nè. Sau đó gây nên 2 xích để tạo khoảng cách. Ở 5 mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên nè, thì các bạn sẽ tính lên cho mình mũi móc xích thứ 3 và đâm kim vào mũi móc xích thứ 3 đó, móc 1 mũi dời để kết thúc vòng. Lên 1 xích. Thì như vậy là hàng móc đầu tiên tạo phần vây cá của mình sẽ có xen kẽ các cái họa tiết này ha. Một mũi kép đơn, sau đó là 2 mũi kép đơn cùng chân móc và khoảng cách sẽ là 2 mũi xích ở bên trên. Đây, nó sẽ cách nhau và tạo ra các cái khoảng trống như thế này. Thì mình sẽ móc cái họa tiết vây cá vào chính giữa của 2 mũi cùng chân ha. Khi đã lên được một mũi xích thì lúc này cái mũi móc của mình đang nằm ở cái chân móc lẻ bên dưới. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời á. Ta sẽ bắt đầu vào cái chân lẻ này ha. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời 1 mũi móc đơn. Khi được mũi móc đơn vào cái chân móc đầu tiên rồi nè, thì tiếp tục mình sẽ tạo một họa tiết vây cá vào chính giữa
của hai cái mũi kép đơn có cùng chân ở bên này. Thì cái cách tạo vây cá vào chính giữa này sẽ như sau ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc đầu tiên. Ở đây mình có hai thân chân móc, thì ta sẽ đâm kim từ ở phía trong ra nè. Đây, lật ngược lại cho mình như thế này và đâm kim cho mình vào một thân thôi ha, vào cái thân chân móc đầu tiên nè. Đây, đâm kim từ trong ra ngoài vào thân chân móc đầu tiên của hai mũi có cùng chân, móc cho mình vào đây ha, móc 5 mũi kép đơn. Đây, móc vào đây nè, là cái khoảng trống chính giữa của hai mũi kép đơn cùng chân á, đâm từ dưới lên trên, sau đó móc vào đây 5 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, tiếp tục kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm. Sau khi đã được 5 mũi kép đơn vào thân chân móc đầu tiên thì móc lên một mũi móc xích. Sau đó ta sẽ quay cái đầu móc lại và ta sẽ tiến hành đâm kim từ trong ra ngoài vào cái thân chân móc còn lại ha. Đây, các bạn quay ngược đầu móc lại nè. Sau đó mình sẽ tiến hành di chuyển kim xuống phía dưới, đâm lên trên vào cái thân chân móc thứ hai á, cũng là cái khoảng trống mà mình vừa móc 5 mũi luôn ha. Ta cũng móc vào đây 5 mũi kép đơn cùng một khoảng trống này nha. Đây, một mũi nè, tiếp tục mũi kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm. Khi hoàn tất được 5 mũi kép đơn và thân chân móc còn lại rồi thì họa tiết vây cá của mình nó sẽ hình thành như thế này ha. Mặt trái của các mũi móc nó sẽ tạo ra cho mình một cái họa tiết vây cá. Đây, 5 mũi, một xích và 5 mũi. Kết thúc cái họa tiết vây cá đầu tiên thì sẽ đâm kim cho mình đến cái chân móc lẻ ở bên này nè. Chân móc tiếp theo mà ta gặp sẽ là chân móc của mũi kép đơn lẻ, móc vào một mũi móc đơn. Ta hoàn tất được họa tiết vây cá đầu tiên. Tiếp tục để tạo họa tiết vây cá tiếp theo thì cái chân kế tiếp mà ta gặp sẽ là hai mũi có cùng một chân á. Đây là hai mũi có cùng một chân nè. Thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái họa tiết vây cá tương tự. Cũng đưa kim từ trong ra ngoài nè. Móc vào cái thân chân móc này ha, móc vào 5 mũi kép đơn. 1 2 3 4 và mũi kép đơn thứ 5. Được 5 mũi kép đơn vào thân chân móc đầu tiên thì lên một xích và quay ngược đầu móc lại, đâm kim từ trong ra ngoài vào thân chân móc còn lại. Và cũng móc vào đây 5 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm. Được 5 mũi rồi ha, thì di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của mũi kép đơn lẻ và móc vào đó một mũi móc đơn. Ta hoàn tất được họa tiết vây cá thứ hai nè, nó cũng tương tự giống như họa tiết vây cá thứ nhất ha. Thì từ đây sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Ta cũng đâm kim từ dưới lên trên vào các cái thân chân móc mà nó có hai mũi cùng chân á. Đây, đâm kim từ dưới lên trên nè, móc vào cho mình một họa tiết vây cá, móc vào đây 5 mũi ha. Hoặc là các bạn cũng có thể móc 6 mũi, 7 mũi vân vân, tùy vào cái độ dày vây cá mà các bạn mong muốn nha. Ở đây mình sẽ gây lên là 5 mũi. Được 5 mũi rồi, móc lên một xích và cũng di chuyển kim cho đến cái thân chân móc thứ hai và cũng đâm kim từ trong ra ngoài, móc vào cái khoảng trống này cho mình 5 mũi. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm.
Tiếp tục được 5 mũi để hoàn tất và tiết vây cá rồi thì di chuyển kim đến cái chân móc của mũi kép đơn lẻ, móc một mũi đơn. Và làm tương tự cho mình đến cuối hàng nha. Mình sẽ tạo ra được họa tiết vây cá như thế này. Sau khi đã móc đến cuối hàng, tạo các cái họa tiết vây cá cho hàng móc đầu tiên thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mà ta gây nên nè. Móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Hàng móc tiếp theo, đầu tiên mình sẽ tạo cái chân cho họa tiết vây cá của mình ha. Đây, hàng móc đầu tiên mình sẽ dừng lại ở 8 họa tiết vây cá. Thì bây giờ mình sẽ tăng size cho cái hàng móc tiếp theo của mình để mình tạo cho cái phần đuôi cá của mình nó có cái độ rộng chui vào trong thân của bé nè. Thì mỗi hàng móc các bạn sẽ tăng cho mình một họa tiết vây cá ha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao mình để cái họa tiết vây cá của mình nó được xen kẽ với nhau. Đây. Khi đã gây nên được 3 xích như thế này rồi, để cho họa tiết vây cá của mình nó được xen kẽ với nhau á. Mỗi họa tiết vây cá mình đều móc vào chính giữa của hai mũi móc có cùng chân ha. Thì khi đã lên được 3 xích rồi nè, tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc mà ta vừa móc mũi dời luôn á. Móc cho mình luôn vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời đó một mũi kép đơn. Như vậy là mình sẽ có được hai mũi. Và hai mũi này ta cũng móc được một cái họa tiết vây cá ha. Và nó sẽ thẳng hàng với cái chân móc lẻ ở bên dưới. Tiếp tục lên hai xích để tạo khoảng cách. Sau đó di chuyển kim đến chính giữa của cái họa tiết vây cá phía dưới á, cái họa tiết đầu tiên mà ta gặp á. Đây. Cái khoảng trống mà ta tạo cái họa tiết vây cá này, móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn ha. Được mũi kép đơn rồi thì tiếp tục móc lên hai xích để tạo khoảng cách nè. Di chuyển kim đến cái chân móc tiếp theo sẽ là cái chân móc của mũi móc đơn á. Mũi móc đơn mà ta gặp đây nè. Móc vào cái chân móc này hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Đây, tức là cái họa tiết vây cá ở bên dưới, hai bên của nó sẽ là hai mũi kép đơn và chính giữa sẽ là một mũi kép đơn nha. Khoảng cách sẽ là hai mũi xích ở bên trên nè. Và mình cũng có xen kẽ ha, hai mũi sau đó là một mũi và tiếp tục là hai mũi. Tiếp tục lên hai mũi xích. Hàng móc này mình sẽ tăng cái họa tiết vây cá ở cái điểm này. Thì cách tăng như sau nè. Thông thường thì ta sẽ di chuyển kim đến chính giữa, còn ở đây các bạn sẽ móc cho mình vào thân chân móc luôn nha. Vào thân chân móc ở chính giữa của nửa họa tiết vây cá. Móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn rồi thì tiếp tục móc lên hai xích để tạo khoảng cách. Sau đó cái khoảng trống chính giữa mà mình tạo á, thông thường thì mình sẽ móc một mũi ở đây ha. Nhưng mà ở đây mình tăng mũi, mình tăng họa tiết vây cá nên các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống chính giữa mà mình tạo cái họa tiết vây cá bên dưới á. Móc vào hai mũi kép đơn nè. Khi có được xen kẽ như thế này rồi vào nửa cái họa tiết vây cá bên dưới thì nửa họa tiết vây cá còn lại các bạn cũng làm tương tự. Ta cũng gây nên hai xích. Sau đó thân chân móc ở chính giữa của nửa cánh họa tiết này nè. Đây móc vào thân chân móc này cho mình một mũi kép đơn ha. Lên hai xích và tiếp tục cái chân móc của mũi đơn móc vào đó hai mũi kép đơn. Thì như vậy các bạn sẽ để ý cho mình nè. Ở một cái họa tiết vây cá phía dưới mình sẽ tăng được một họa tiết vây cá ở bên trên. Ta sẽ có ba khoảng trống nè. Đây, ba cái khoảng để mình tạo ra ba họa tiết vây cá ở đây. Thì móc lên hai xích, sau đó các cái khoảng trống còn lại thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình ha. Móc tương tự cho mình giống như cái phần đầu tiên thôi. Mình sẽ tăng size ở cái điểm này thôi nè. Còn các cái điểm còn lại mình không tăng size nên các bạn cứ móc cho mình bình thường. Tức là ta sẽ móc vào chính giữa của họa tiết vây cá một mũi kép đơn.
sau đó lên 2 xích. Thân chân móc tiếp theo móc vào cái chân móc đơn bên trên này hai mũi kép đơn. Tiếp tục lên 2 xích. Chính giữa của họa tiết vây cá móc một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Chân móc đơn bên cạnh thì móc vào hai mũi kép đơn. Đây là cái điểm mà ta không tăng họa tiết vây cá ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Đây. Điểm không tăng họa tiết vây cá nè, còn đây là điểm tăng họa tiết vây cá. Và vòng móc này đã có một điểm tăng họa tiết vây cá rồi thì các bạn sẽ móc các cái chân móc còn lại bình thường. Lên 2 xích nè. Chính giữa của họa tiết vây cá móc một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Chân móc đơn sẽ móc hai mũi kép đơn. Lên 2 xích. Và tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng và tạo các cái khoảng cách như thế này thì tiếp tục lên 2 xích. Ở cái mũi móc đầu tiên ta có 3 mũi móc xích này nè, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc xích thứ 3 và móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng ha. Thì 3 mũi móc xích này ta sẽ được tính là một mũi nè. Đâm kim vào chân thứ 3 móc một mũi dời để kết thúc vòng. Ta hoàn tất được cái hàng móc thứ 2 ha, để tạo cái chân tạo họa tiết vây cá nè. Và thông thường cái mũi móc đầu tiên của mình sẽ là bắt đầu ở cái mũi này, tức là ta sẽ bắt đầu ở cái chân mũi lẻ. Thì các bạn sẽ tiến hành dời mũi cho mình đến cái chân mũi lẻ ở đây, cái chân mũi kép đơn lẻ. Mình sẽ dùng mũi dời vào cái chân móc đó nha. Hoặc là các bạn có thể lùi cho mình mũi dời vào cái chân móc lẻ ở phía sau cũng được. Ở đây mình sẽ tịnh tiến để cho cái mũi móc của mình được dễ hơn nè. Đâm kim vào chân móc kép đơn này móc một mũi dời. Cái khoảng cách hai mũi móc xích này mỗi chân các bạn cũng móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân ha. Chân thứ hai cũng móc một mũi dời nè. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn lẻ ở đây. Mũi kép đơn này nó nằm chính giữa của họa tiết vây cá phía dưới á, móc một mũi dời. Và ta sẽ bắt đầu tạo họa tiết vây cá từ cái chân móc này ha, chân móc mũi kép đơn lẻ phía dưới. Tiếp tục lên một xích. Và tạo họa tiết vây cá thì các bạn sẽ làm tương tự giống như cái cạnh ở phía dưới, tức là móc vào chân lẻ này một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến hai mũi kép đơn cùng một chân ở đây nè. Cũng đâm từ dưới lên trên ha, từ trong ra ngoài vào thân chân móc đầu tiên á. Đây, móc vào 5 mũi kép đơn để tạo độ dày cho họa tiết vây cá của mình. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Được 5 mũi rồi thì lên một xích. Và quay ngược đầu móc, đâm kim từ trong ra ngoài vào thân chân móc còn lại. Cũng móc vào đây 5 mũi kép đơn. Mũi thứ hai, mũi móc thứ ba, mũi kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm. Sau khi đã tạo được độ dày của cái họa tiết vây cá của mình rồi thì di chuyển kim đến chân móc lẻ bên này móc một mũi móc đơn. Và ta sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng nha. Cũng tạo họa tiết vây cá cho mình nè. Đây. Ta sẽ có cái họa tiết vây cá nó nằm xen kẽ với hai họa tiết vây cá bên dưới. Cái điểm ta tăng mũi, ta tăng họa tiết vây cá thì cái họa tiết vây cá ta tăng nó sẽ nằm thẳng hàng với cái họa tiết vây cá ở bên dưới nha. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng thì mình sẽ thấy được cái họa tiết vây cá đó.
Sau khi đã tạo họa tiết vây cá cho đến cuối vòng ở cái hàng móc thứ hai này rồi thì kết thúc cũng đâm kim cho mình vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở đây, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó gây nên 3 mũi xích. Đây thì lúc này khi tạo họa tiết vây cá, các họa tiết của mình nó sẽ nằm xen kẽ với nhau. Đây, các cái họa tiết vây cá của mình nó sẽ nằm xen kẽ ha. Họa tiết bên trên nó sẽ nằm chính giữa của hai họa tiết bên dưới nè. Và nó sẽ nằm xen kẽ đều. Đối với cái họa tiết vây cá mà mình tăng á, ở cái điểm này mình tăng họa tiết vây cá nè. Tức là cái họa tiết vây cá mình tăng nó sẽ nằm thẳng hàng với họa tiết vây cá ở bên dưới. Còn hai họa tiết hai bên nó sẽ nằm ở chính giữa ha, nằm chính giữa của hai họa tiết còn lại nè. Chỉ có cái họa tiết tăng là nằm thẳng hàng với cái họa tiết bên dưới thôi ha. Tiếp tục hàng móc tiếp theo, các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc phía dưới này. Mình cũng tăng một họa tiết vây cá cho một điểm bất kỳ trên cái hàng móc thứ ba của họa tiết vây cá ha. Thì ta sẽ tăng điểm đối diện, các bạn sẽ không tăng vào cái điểm mà ta vừa tăng ở bên dưới nữa ha. Lên 3 xích rồi, móc vào cái chân móc ta vừa móc á, móc tiếp vào đó một mũi kép đơn. Sau đó lên 2 xích để tạo khoảng cách ha. Cứ móc tương tự nè, chính giữa của họa tiết vây cá thì móc một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Chân mũi móc đơn thì ta sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn. Lên 2 xích. Chính giữa họa tiết vây cá, một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Chân mũi móc đơn, móc 2 mũi. 2 mũi kép đơn ha. Tiếp tục lên 2 xích. Chính giữa họa tiết vây cá, một mũi kép đơn. Thì ở đây nè, cái điểm phía dưới mà mình tăng mũi thì hàng móc phía dưới đã tăng mũi ở điểm này rồi, thì phía trên các bạn sẽ không tăng mũi ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình. Cứ lên 2 mũi, sau đó chân mũi móc đơn thì móc vào 2 mũi kép đơn. Tiếp tục lên 2 xích. Chính giữa họa tiết vây cá, móc một mũi kép đơn. Và sẽ làm tương tự cho mình ha. Lên 2 xích. Thì cái điểm mà mình tăng hàng thứ hai á, nó nằm ở đây. Thì cái điểm tiếp theo mà mình tăng của hàng thứ ba á, các bạn sẽ tăng cho mình đối diện nó. Tức là mình sẽ tăng ở điểm móc này ha. Ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái khoảng để mình tạo một họa tiết vây cá ở đây. Thì cái cách tăng họa tiết nó cũng tương tự như vậy nè. Các bạn cũng móc lên cho mình 2 xích. Sau đó ở thân chân móc của nửa họa tiết vây cá phía dưới trước á. Đây, đây là một họa tiết vây cá thì nửa họa tiết vây cá này, cái thân chân móc này các bạn sẽ móc vào một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Tiếp tục chính giữa ha, chính giữa này ta sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn. Thì 2 mũi kép đơn này nó sẽ tạo cho mình một cái họa tiết vây cá thẳng hàng với phía dưới nè. Lên 2 xích. Thân chân móc này móc một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Chân mũi móc đơn móc 2 mũi kép đơn. Thì như vậy là ở điểm này mình sẽ tăng lên được một họa tiết vây cá ha. Cái họa tiết vây cá mình tăng nó nằm chính giữa nè. Nó nằm thẳng hàng với cái mũi ở phía dưới á. Đây, cái họa tiết vây cá này nằm thẳng hàng với mũi phía dưới nè. Thì khi đã tăng được một mũi ở đây rồi á, thì các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại giống như các cái mũi móc ở đây. Lên 2 xích. Chính giữa họa tiết vây cá móc một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Chân mũi móc đơn móc 2 mũi kép đơn.
Tiếp tục lên 2 xích. Chính giữa họa tiết vai cá một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Chân mũi móc đơn 2 mũi kép đơn nè. Lên 2 xích. Chính giữa thì móc một mũi kép đơn. Khi móc đến cuối hàng rồi á thì các bạn cũng tương tự ha. Ta cũng tiếp tục móc lên 2 xích để tạo khoảng cách nè. Và cũng đâm kim vào chân móc xích thứ 3 của cái thân chân móc này, móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng. Từ đây mình sẽ tịnh tiến cái mũi móc của mình cho đến cái thân chân móc của mũi kép đơn lẻ ở bên trước á. Đây ta sẽ dời lại mũi móc cho đến cái điểm này để mình bắt đầu tạo cái họa tiết vai cá bên dưới. Đây, dời vào chân kép đơn nè. Tiếp tục dời vào hai mũi móc xích. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Cuối cùng là đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn lẻ, móc một mũi dời. Thì ta sẽ bắt đầu móc cái họa tiết vai cá từ cái điểm này ha. Lên một xích, móc vào chân ta vừa móc mũi dời cuối cùng một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim cho mình đến các cái họa tiết này và cũng tạo họa tiết vai cá tương tự như bên dưới. Đây, móc vào đây một họa tiết vai cá. Các bạn có thể tăng hoặc giảm cái độ dày của họa tiết vai cá đều được nha. Móc đến cái điểm này thì ta sẽ tăng được một họa tiết vai cá cho cái điểm này ha. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì tương tự ha, kết thúc vòng móc này cũng đâm kim vào chân mũi đơn, móc một mũi dời, sau đó lên 3 xích để tạo hàng móc tiếp theo. Như vậy là hàng móc này mình cũng tăng thêm được một họa tiết vai cá. Và cái họa tiết của mình nó sẽ giúp cho cái phần thân nó có độ rộng ra nè. Đây là cái điểm ta tăng hàng móc thứ ba nè. Còn các cái điểm mà không tăng thì nó sẽ nằm xen kẽ các cái họa tiết vai cá của mình nè. Nó sẽ nằm xen kẽ với nhau và xếp lớp so với cái hàng ở phía dưới ha. Đây. Đây là cái điểm ta tăng một họa tiết vai cá nè. Thì khi không tăng á, các bạn bỏ cái điểm họa tiết vai cá đó đi nè. Thì nó sẽ trở nên bình thường giống như các cái họa tiết khác. Còn khi ta tăng thêm thì nó sẽ nằm thẳng hàng với họa tiết vai cá phía dưới. Nó sẽ thêm được một mũi ở đây ha. Và nó cũng giống như cái điểm ta tăng ở hàng móc thứ hai á. Nó cũng thẳng hàng với cái họa tiết vai cá ở phía dưới nè. Ta cũng tăng được một điểm ở đây. Thì các hàng móc kế tiếp các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây. Hàng móc thứ ba mà tăng mũi ở điểm này thì hàng móc kế tiếp các bạn sẽ không tăng ở đó nữa, mà tăng một điểm bất kỳ mà không phải là điểm ta tăng ở hàng móc thứ ba ha. Sau đó sẽ lên thêm cho mình nhiều hàng móc nữa. Ở đây mình tăng điểm đó thì các bạn có thể tăng đối diện hoặc là hai điểm ở hai bên như thế này ha, một trong ba điểm này mà không phải là điểm này. Sau đó sẽ tăng thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái độ rộng của cái phần đuôi cá nó vừa chui lọt cái phần thân của bé vào thì các bạn ngưng nha. Đây là cái điểm ta tăng mũi nè. Và đây là điểm ta không tăng mũi ha, móc tương tự cho đến khi ta đạt được độ rộng nhất định. Ở đây mình có đưa cho các bạn cái hình ảnh của cái điểm mà mình tăng mũi ha. Ta sẽ móc các cái mũi móc giống như cái mẫu trên hình nè. Thì mỗi hàng móc mình sẽ tăng được một mũi. Tăng cho đến khi nào đạt được độ rộng của phần eo bé là được ha, hoặc là rộng hơn 1 đến 2 cm tùy vào cái độ rộng mà các bạn mong muốn. Lưu ý ở cái điểm móc đầu tiên á, các bạn sẽ móc cho mình vào luôn cái chân móc ta vừa móc 3 mũi xích này, một mũi kép đơn nè. Sau đó lên 2 xích. Móc bình thường tức là chính giữa của họa tiết vai cá sẽ móc một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Mũi móc đơn kế bên sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng ha, sau đó chèn cho mình một điểm bất kỳ với cái hình ảnh mà mình vừa sâu ra.
Ở kết thúc của mỗi hàng móc thì ta luôn luôn đâm kim vào chân thứ ba nè, chân móc xích thứ ba, móc một mũi dời, sau đó sẽ dời mũi đến cái mũi kép đơn lẻ ở đây và ta bắt đầu móc cái họa tiết vai cá nha. Tương tự cho các hàng móc còn lại nè. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc thì lúc này cái độ rộng của phần thân đuôi nè, ta sẽ có được cái độ rộng phần thân đuôi rộng hơn cái phần eo của bé từ 1 cho đến 3cm tùy vào cái độ rộng mà các bạn mong muốn ha. Đây, nó đã đạt được cái độ rộng nhất định này rồi. Thì các cái hàng móc kế tiếp các bạn sẽ không tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc cho mình các cái cụm chân móc như thế này nè. Chính giữa của họa tiết vây cá thì móc một mũi kép đơn. Còn chân móc của mũi móc đơn thì móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc nha. Và khoảng cách nó sẽ là 2 mũi xích. Đây, 2 mũi xích này sẽ tạo khoảng cách nè. Và các bạn sẽ không thêm mũi đối với những hàng móc mà ta không thêm họa tiết vây cá nữa. Thì các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình nè. Kết thúc thì đâm kim vào chân móc xích thứ 3, móc một mũi dời. Sau đó dời mũi móc vào cái chân này ha. Móc vào đó một mũi đơn, sau đó tiếp tục cái họa tiết vây cá. Khi ta bắt đầu đến cái chân móc kép đơn lẻ rồi thì móc lên một xích và móc vào chân móc đó một mũi móc đơn luôn nè. Và di chuyển kim đến cái cụm này, móc các cái họa tiết vây cá. Móc tương tự cho mình đến cuối hàng ha. Thì vòng móc này mình không tăng họa tiết vây cá nữa. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này, cho các cái hàng móc tiếp theo cũng vậy nha, và cũng tạo họa tiết vây cá tương tự. Thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái độ dài từ cái phần đuôi này cho đến cái hàng móc ta thêm cuối cùng á, đến cái phần bụng của bé hoặc là dài hơn một chút. Và cũng móc đều tương tự ha, không tăng mũi.